Chỉ cần động tác nâng chân trước khi đi ngủ thì bụng phẳng, chân thon lại ngừa trăm bệnh. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, chắc hẳn việc sở hữu một chiếc bụng phẳng, eo thon, vóc dáng đẹp và săn chắc là điều mà bất cứ chị em nào cũng đều mong muốn phải không ạ? Thế nhưng, để có được vòng eo con kiến là điều không hề dễ dàng, nhất là đối với những người thừa cân béo phì. Đứng trước nỗi lo về cân nặng, không ít chị em đã dành nhiều giờ đồng hồ để đến các phòng tập gym mà ít ai biết rằng có một động tác hết sức đơn giản, chỉ mất 15 phút thay vì hàng giờ ở phòng tập, đánh tan mỡ bụng, giúp chị em đạt được thân hình như mơ ước. Không chỉ vậy, động tác này còn đem lại nhiều tác dụng thần kỳ đối với sức khỏe, giúp bạn cải thiện sức đề kháng, đẩy lùi bệnh tật. Xin mời theo dõi video để áp dụng ngay nhé! Các bạn thân mến, động tác mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là động tác nâng chân trước khi đi ngủ. Nó cũng có tác dụng phòng ngừa và điều trị tuyệt vời đối với sự khó chịu về thể chất, đau dạ dày và táo bón. Có lẽ ít người biết tới một động tác hết sức đơn giản, chỉ việc nâng chân cũng có thể tác động lớn tới sức khỏe. Mặc dù chỉ là một hành động đơn giản, nhưng nó có thể đạt được hiệu quả tuyệt vời như một phương pháp bổ trợ để duy trì sức khỏe hàng ngày. Cả nam và nữ đều có thể dành 15 phút trước khi đi ngủ để tập bài tập nâng chân. Chỉ cần bạn kiên trì thực hiện trong một thời gian sẽ thấy bụng phẳng hơn, chân cũng gọn gàng hơn. Dưới đây là 6 tác dụng của bài thuốc nâng chân trước khi đi ngủ đối với sức khỏe. Lợi ích thứ nhất, hỗ trợ lưu thông máu. Trong tiểu thuyết Võ Hiệp, các cao thủ thường đả thông hai mạch nhâm đốc giúp võ công tăng lên vượt bậc. Vậy tại sao cần đả thông hai mạch nhâm đốc? Bởi hai kinh mạch này kiểm soát tất cả 12 kinh mạch ở hầu khắp cơ thể. Khi 12 kinh mạch này có vấn đề, đầu tiên cần đả thông hai mạch này, khí huyết sẽ được lưu thông. Nếu mỗi tối làm động tác nâng chân sẽ dễ dàng đả thông hai mạch nhâm đốc, giúp thúc đẩy lưu lượng máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giãn nở lỗ chân lông, giúp da hô hấp. Lợi ích thứ hai, giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu, ổn định đường huyết và bảo vệ trái tim. Nâng cao chân sẽ khiến bạn thở đều đặn, tống hết khí độc ra ngoài, có tác dụng tăng cường chức năng tim, ổn định huyết áp. Khi thực hiện động tác nâng chân cao, việc tiết mồ hôi sẽ thúc đẩy quá trình giải độc và đốt cháy chất béo, từ đó có tác dụng hạ mỡ máu và ổn định đường huyết. Lợi ích thứ ba, bảo vệ dạ dày, tăng cường chức năng sinh lý. Cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn, chúng ta dễ bị stress kèm ăn uống bên ngoài vì tiếp khách, tiệc tùng xã giao đến khuya. Đến việc dùng quá nhiều chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, sinh hoạt không điều độ sẽ làm cho thời gian biểu của dạ dày thay đổi. Và để bảo vệ dạ dày, tăng cường chức năng sinh lý, bạn nên áp dụng bài tập nâng chân trước khi đi ngủ thường xuyên để cảm nhận sự thay đổi kỳ diệu của cơ thể. Hơn nữa, động tác nâng chân còn có thể làm giảm táo bón, thúc đẩy tiêu hóa, tăng cường nhu động ruột, giảm tiểu không kiểm soát, giúp ngăn ngừa và điều trị u xơ tuyến tiền liệt. Lợi ích thứ tư, ngăn ngừa rối loạn giấc ngủ và bảo vệ tâm trí. Khi bị stress, cơ thể người bệnh sẽ xảy ra sự thay đổi về cảm xúc, từ những thất bại trong công việc, căng thẳng lo âu do những xung đột trong đời sống gia đình, xã hội cũng khiến người bệnh rơi vào trạng thái mất ngủ. Chúng ta thường tìm đến với bia rượu, caffeine để giải quyết vấn đề của bản thân, nhưng những chất kích thích sẽ làm cho tình trạng căng thẳng trầm trọng hơn và chứng mất ngủ gia tăng. Trong một số trường hợp, người bệnh thường tìm đến thuốc ngủ để giải quyết vấn đề mất ngủ. Tuy nhiên, điều này khiến hệ thần kinh bị suy yếu, tổn thương dễ làm cho stress càng trở nên nặng hơn. Vậy nên, cách đơn giản nhất giúp bạn ngăn ngừa rối loạn giấc ngủ hiệu quả đó chính là áp dụng bài tập nâng chân trước khi đi ngủ. Khi bàn chân được nâng lên, các cơ quan nội tạng được thúc đẩy hoạt động. Điều này sẽ điều chỉnh tâm lý và giải quyết các rối loạn giấc ngủ, từ đó tăng trí nhớ và giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo và tỉnh táo mọi lúc. Lợi ích thứ 5, thúc đẩy giải độc gan và thận. Thải độc gan và thận rất quan trọng bởi cơ thể chúng ta cần được thải độc tố ra ngoài và đồng thời tạo ra các dưỡng chất đi nuôi cơ thể. Nếu gan hoặc thận bị tổn thương thì sẽ là nguyên nhân sản sinh ra rất nhiều bệnh khó lường. Vì vậy, chúng ta nên thực hiện thải độc gan, thận theo định kỳ và thường xuyên. Việc giữ cho gan thận khỏe mạnh, không bị nhiễm độc luôn là điều rất quan trọng đối với sức khỏe. Khi bàn chân được nâng lên cao, máu sẽ nhanh chóng quay trở lại gan và thận, từ đó thúc đẩy quá trình giải độc gan và thận. Lợi ích thứ 6, bảo vệ cuộc sống và ngăn ngừa bệnh khớp. Xã hội càng phát triển, áp lực công việc ngày càng nhiều, nhịp sống càng hiện đại khiến không ít người bỏ quên việc chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là chăm sóc và bảo vệ hệ cơ xương khớp.
Các bệnh cơ xương khớp giờ đây không chỉ gặp ở người trung niên, cao tuổi mà còn xuất hiện ở nhiều người trẻ, nhất là những người làm việc văn phòng, người thường xuyên phải lao động nặng. Vì vậy, việc tập thể dục nhẹ nhàng có tác dụng làm cho toàn bộ cơ bắp đàn hồi, tự nhiên ngăn ngừa các bệnh khớp khác nhau. Với những lợi ích tuyệt vời kể trên, Sống An Nhiên sẽ hướng dẫn quý vị khán giả thực hiện bài tập nâng chân trong 15 phút giúp bạn cải thiện sức đề kháng và đẩy lùi bệnh tật. Trước khi tập luyện, bạn nên uống 300ml nước ấm trước và sau khi thực hiện bài tập nâng cao chân. Động tác 1. Nằm thẳng. Nằm thẳng trên giường, nên chọn giường không quá mềm, hai chân sát vào nhau, hai tay nhẹ nhàng đặt sau đầu. Động tác 2. Nâng cao chân. Nâng hai chân của bạn hướng lên trời, giữ yên đùi, đùi và bắp chân tạo thành góc 90 độ, cơ thể hướng về phía trước. Động tác 3. Giữ yên. Hãy chắc chắn giữ nguyên tư thế này và đếm từ 1 đến 200 rồi hạ chân xuống về động tác 1 để nghỉ ngơi. Đừng nín thở khi nhấc chân lên, bạn phải bình tĩnh và nâng đỡ cơ thể bằng sức của thắt lưng và đan điền, dưới rốn 3cm. Động tác 4. Lặp lại. Sau khoảng 2 phút nghỉ ngơi, bạn có thể thực hiện lặp lại 3 lần như vậy trong 15 phút rồi ngừng. Những người thường xuyên bị tiểu đêm có thể thực hiện bài tập này nhiều lần. Trong quá trình nâng chân cao, bạn sẽ cảm thấy tê ở đùi và bắp chân, các mô cơ ở bụng dưới. Đồng thời, lúc này bàng quang của bạn sẽ được thúc đẩy khả năng hoạt động và giúp bạn tránh khỏi tình trạng hay tiểu đêm. Ngoài bài tập nâng chân kể trên, bạn cũng có thể áp dụng và thực hiện theo những bài tập đơn giản dưới đây, giúp giảm mỡ bụng cực kỳ hiệu quả mà không cần đến viên thuốc giảm cân cấp tốc. Bài tập thứ nhất, tư thế cây cầu. Bài tập này tốt cho cơ bụng, tăng cường cơ sản chậu và vùng đùi. Tư thế cây cầu được thực hiện như sau. Nằm ngửa gập đầu gối, đặt bàn chân xuống đất và nâng hông lên cao, thắt chặt bụng và cơ sản chậu. Nâng hông của bạn lên để tạo ra một đường thẳng từ đầu gối đến vai. Hít vào khi nâng hông lên và thở ra khi hạ xuống. Lặp lại bài tập 20 lần, làm 3 vòng. Bài tập thứ 2, gập bụng. Đây là một trong những bài tập tốt nhất cho bụng phẳng mà bạn có thể nghĩ đến, vì nó giúp bạn đốt cháy mỡ bụng dễ dàng. Nằm ngửa, uốn cong đầu gối và đặt chân lên tấm thảm, giữ hai chân cạnh nhau hoặc giữ chúng hơi xa nhau, đặt tay ra sau đầu, hãy chắc chắn rằng ngón tay cái của bạn được đặt phía sau tai của bạn và đỡ đầu, đừng đan xen các ngón tay vì nó sẽ làm tăng thêm áp lực lên cổ. Nâng phần trên của cơ thể lên khỏi sàn nhà, thở ra khi nâng lên và giữ khuỷu tay cách xa nhau. Trở lại vị trí ban đầu, làm lại bài tập 10 lần. Làm 3 vòng lúc đầu, sau đó bạn có thể làm từ 4 đến 5 vòng trở lên trong khi tập luyện. Nếu bạn muốn nâng cao hiệu quả thì có thể giơ chân cao hơn, nâng đầu cao hơn. Bài tập thứ 3, đứng uốn lượn. Bài tập này sẽ kéo dài và tăng cường kéo giãn cơ hông, giúp giảm mỡ vùng hông. Đứng cách nhau bằng hai chân, giơ tay lên trên đầu và hít vào. Hạ cánh tay phải xuống phía bên phải và duỗi cánh tay trái trên đầu, đồng thời thở ra, uốn cong cơ thể sang phải. Quay trở lại vị trí ban đầu và đổi bên, lặp lại bài tập 10 lần cho mỗi bên, làm 3 vòng. Bạn cũng có thể làm thêm quả tạ nếu muốn tăng cường hiệu quả nhanh và nhiều hơn. Bài tập thứ 4, gập bụng ngược. Bài tập gập bụng ngược là lựa chọn tốt nhất để giảm mỡ bụng dưới hiệu quả. Không giống như tư thế gập bụng thông thường, thay vì nâng cao phần thân trên, tư thế này sẽ nâng cao phần chân, cho bạn trải nghiệm thú vị không kém phần hiệu quả. Cách thực hiện. Bước 1, nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng thả lỏng, hai tay duỗi dọc theo cơ thể, úp lòng bàn tay xuống sàn. Bước 2, nâng hai chân lên cao, chú ý gập đầu gối sao cho hai bắp chân song song với sàn. Bước 3, hít vào, dồn sức gập thân dưới về phía đầu. Bước 4, ép đầu gối gần về phía cằm nhưng không chạm cằm. Bước 5, làm liên tục động tác trên 7 đến 10 lần. Bài tập thứ 5, gập bụng đạp xe. Trong các bài tập thể dục giảm eo, bài tập gập bụng đạp xe có khả năng thu gọn vòng eo và đốt cháy mỡ bụng tuyệt vời nhất. Bởi tất cả hoạt động của các cơ dồn hết về phần bụng, đồng thời giúp cơ đùi săn chắc. Tuy nhiên, đây là động tác hơi mất sức so với những người mới tập, nên hãy tập với cường độ từ thấp lên cao để đảm bảo hiệu quả an toàn. Cách thực hiện như sau. Bước 1. Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, hai tay đặt sau đầu. Bước 2. Nâng hai chân lên cao. Bước 3, nâng đầu và hai vai lên khỏi mặt sàn nghiêng về phía bên phải, đồng thời chân phải co lên, chân trái duỗi thẳng. Lưu ý, khuỷu tay trái phải chạm vào đầu gối chân phải. Bước 4,
thực hiện tương tự động tác trên với chân ngược lại. Bước 5, luyện tư thế này 8 đến 10 lần. Quý vị thân mến, Sống An Nhiên vừa chia sẻ tới quý vị những động tác vô cùng dễ thực hiện nhưng lại đem rất nhiều lợi ích. Quý vị hãy thử tập những động tác này tại nhà và để lại trải nghiệm của mình ở dưới phần bình luận nhé. Theo các chuyên gia sức khỏe cho biết, việc tập luyện chỉ chiếm 20% để tạo nên vóc dáng của bạn, còn chế độ ăn uống chiếm đến 80%. Vì vậy, một chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ quyết định đến kết quả giảm cân của bạn có thành công hay không. Vậy nên, trong phần tiếp theo của video, Sống An Nhiên sẽ mách bạn những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng có tác dụng đốt cháy calo, giúp đánh bay ngần mỡ thừa trên cơ thể một cách tự nhiên mà không cần phải đi hút mỡ tốn kém. Vậy đó là những loại thực phẩm dân dã rẻ tiền nào? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đứng đầu danh sách đó là đậu xanh. Đậu xanh là loại đậu phổ biến nhất mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Đậu xanh chứa nhiều chất xơ và protein thực vật. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Đậu xanh cho thấy sự linh hoạt của mình trong việc chế biến dưới dạng món hầm, salad và các món ăn phụ. Thêm vào đó, bột đậu xanh còn là một sự lựa chọn tuyệt vời để bạn làm bánh hoặc pha sữa với đậu xanh. Đây là thực phẩm tuyệt vời khi nó hoàn toàn tự nhiên và giá thành lại rất rẻ. Thứ hai đó là bí ngô. Bí ngô là thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều chất xơ và nhiều kali hơn một quả chuối thông thường. Sữa bí ngô là một thức uống tuyệt vời để bổ sung dinh dưỡng mà không sợ béo. Ngoài ra, bí ngô còn vô cùng linh hoạt trong chế biến. Bạn có thể nấu canh, hầm thịt, xay nghiền, nấu súp. Các món với bí ngô thường rất được ưa chuộng trong những nhà hàng ở châu Âu đấy. Thứ ba đó là đậu Hà Lan. Một loại đậu nữa được liệt vào danh sách này. Một chén đậu Hà Lan chứa 8g protein và hàng tấn chất dinh dưỡng khác như chất xơ, kẽm, chất chống oxy hóa và một số vi chất kháng viêm khác. Thực phẩm này có tất cả những gì bạn cần hàng ngày như vitamin C, kali, sắt. Những chất này giúp ích rất nhiều trong quá trình tiêu hóa và điều dẫn mạch máu. Thứ tư đó là quả bơ. Trong một nửa quả bơ có chứa 10g chất béo bão hòa đơn lành mạnh, ngăn chặn sự tăng đột biến lượng đường trong máu, cho phép cơ thể bạn lưu trữ chất béo xung quanh phần eo mà không gây ra béo phì. Không chỉ chất béo lành mạnh trong quả bơ giúp ngăn chặn mỡ bụng, mà các thành phần khác còn giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn carotenoids, các hợp chất chống ung thư có trong trái cây và rau củ nhiều màu sắc như cà chua, cà rốt, rau bina và bí đỏ. Trên thực tế, những người ăn salad với bơ có khả năng hấp thụ carotenoids cao gấp 15 lần, một nghiên cứu từ Đại học bang Ohio ở Columbus cho thấy. Thứ năm đó là hạnh nhân. Một cách giảm mỡ bụng hiệu quả nữa là bạn có thể ăn hạnh nhân thêm vào chế độ ăn hàng ngày của mình. Hạnh nhân là một thực phẩm chứa các chất béo lành mạnh, rất tốt cho cơ thể. Do đó, thay vì ăn vặt với bỏng ngô, các loại bánh quy gây tích mỡ thì hạnh nhân sẽ giúp bạn giảm được khối mỡ bụng và giảm được cả nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hạnh nhân đã được chứng minh là giảm cholesterol xấu, giúp hoạt động trí não tốt, ngăn ngừa các cơn đau tim và tăng cường sự chắc khỏe cho xương và răng. Nếu muốn giảm cân và muốn ăn vặt, hãy dùng hạnh nhân, thực phẩm giảm mỡ bụng lành mạnh cho chị em chúng ta. Quý vị thân mến, chỉ với những động tác đơn giản kể trên, cho dù bạn có bận rộn như thế nào đi chăng nữa, cũng có thể thực hiện tại nhà mà không cần phải đến phòng gym. Bên cạnh đó, bạn cần kết hợp với một chế độ dinh dưỡng hợp lý và duy trì lối sống sinh hoạt lành mạnh để sớm nói lời vĩnh biệt mỡ thừa nhé. Quý vị hãy thử áp dụng và cho chúng tôi biết kết quả bằng cách bình luận bên dưới video quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.